Ê mọi người ơi, mọi người ơi, năm nay có nhiều chuyến đi du lịch lắm đấy. AOS Dubai này, AOS Hawaii này, rồi các anh chị Diamond lại còn đi Hy Lạp nữa. Wow, đi Dubai rồi còn đi Hawaii nữa. Vậy là em phải mang thiệt là nhiều đồ, chụp thiệt là nhiều hình. Nhưng mà Vân phải sắm cái vali nào xịn sò đi. Năm ngoái anh cứ phải xách đồ cho em lỉnh kỉnh quá. Xịn sò là sao? Thì mình được nhiều đồ mà, cho nên là Vân kiếm cái vali nào mà nó bự, nhẹ, bền, chịu được va đập là ok mà. Nhưng mà em thích đẹp nữa, nhất định cái đồ phải đẹp. Được chứ, này đẹp này cô nương. Đẹp đấy. Cái này đẹp đó. Nhưng mà anh nhìn giá đi, gần 2 triệu lận mắc lắm. Thì đúng rồi, bà muốn kiếm cái nào đựng được nhiều đồ, đẹp, bền thì nó phải mắc là đúng rồi. Ê, nhìn kìa. Ồ, anh chào anh chị. Xin chào anh chị ạ. Anh chị ơi, cái vali này tụi em đang tìm nè. Sao anh chị có cái vali y chang tụi em đang bàn luôn, còn có chữ New Zealand nữa nè. Hàng này là hàng độc quyền đấy nha, chỉ dành riêng cho nhà phân phối Amway mà thôi. Wow, nhìn chất của anh. Bánh xe 4 chiều, ngăn chứa đồ thì rộng rãi, thiết kế rất là sang trọng. Bên ngoài lại phủ một lớp sơn bóng chống chày, khóa TSA tiêu chuẩn của Mỹ. Và đi với Amway là đi đẳng cấp, cho nên vali cũng phải đẳng cấp. Đẹp xuất sắc à. Làm sao anh chị có được chiếc vali này vậy? Có một câu thần chú giúp anh chị có chiếc vali này. Tụi em xem thông báo mới trên group Zalo đi. Đúng nhưng chưa đủ. Câu thần chú phải đi kèm với sản phẩm New Zealand thì mới có hiệu nghiệm. Thiệt như vậy anh? Tụi em đã có New Zealand chưa? Dạ có. Vậy thì hãy chờ đến tháng 9 năm 2019, anh sẽ bật bí cho mọi người.